Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Hoa Lư đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ninh Vân. Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Ninh Vân đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời đánh giá cao kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Cử tri cũng phản ánh kiến nghị những vấn đề còn tồn tại trong một số lĩnh vực như tuyến đường vào nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, đường từ thôn Trấn Lữ đến đường DT477 đã xuống cấp từ lâu nhưng chưa được sửa chữa, ảnh hưởng đến đi lại và sản xuất của người dân. Cử tri phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng, việc cấp điện nước và quy hoạch diện tích đất trồng cây xanh khu vực làng nghề Ninh Vân giai đoạn 2 chưa được đảm bảo. Cử tri đề nghị làm rõ kết quả thực hiện quy trình đấu thầu và thu tiền lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt của nhà máy nước Ninh Vân, đề nghị làm rõ thẩm quyền của ban giám sát cộng đồng đối với các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn, đề nghị xem xét cấp phép xây dựng chùa thôn Vũ Xá phục vụ đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Cử tri phản ánh việc thông tuyến khám chữa bệnh còn vướng mắc, chính sách hỗ trợ học nghề cho con em gia đình chính sách còn gặp vướng mắc và mức lương cho người hưởng lương hưu còn thấp trong bối cảnh giá cả tăng. Cử tri phản ánh tình trạng khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính khi không còn sử dụng sổ hộ khẩu. Đề nghị cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với những diện tích đất xen kẹt trong khu dân cư, trồng lúa kém hiệu quả. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã cảm ơn, tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri nêu. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Hoa Lư và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Ninh Giang. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đã trao đổi kiến nghị nhiều vấn đề trên các lĩnh vực về giao thông, thủy lợi, điện lực, chính sách xã hội. Liên quan đến giao thông, cử tri xã Ninh Giang đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét đèn tín hiệu đường bộ, đèn xanh, đèn đỏ tại đoạn đường giao nhau giữa đường trục xã Ninh Giang và đường 491 thuộc đường tránh thành phố Ninh Bình. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp phát quang các bụi cây trồng hai bên giải phân cách làm che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông, vì đoạn đường trên từ khi đưa vào sử dụng đã thường xuyên xảy ra tai nạn và gây mất an toàn giao thông cho người dân, các cháu học sinh của các trường thuộc xã Ninh Giang. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đường dây điện, dây cáp quang thấp sát mặt ruộng cấy làm ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại của nhân dân. Về lĩnh vực thủy lợi, cử tri xã Ninh Giang phản ánh trên địa bàn xã hiện có 2 trạm bơm tưới và tiêu cho toàn bộ diện tích sản xuất, đó là trạm bơm Quán Vinh và trạm bơm Ninh Giang. Nhiều năm trước đây và hiện tại, kênh cấp 1 bị thu hẹp, lòng kênh nhỏ nông cao hơn so với kênh cấp 2. Do đó, việc tưới tiêu chậm, khó khăn nhất là mùa mưa lũ, cử tri đề nghị tỉnh huyện xem xét mở rộng kênh thoát lũ để phục vụ dân sinh cũng như tiêu úng cho toàn xã Ninh Giang. Ngoài ra, cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí cho khu dân cư bị thu hồi đất để thôn xóm xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ học nghề cho quân nhân hoàn thành nhiệm vụ xuất ngũ trở về địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư xem xét giải quyết bãi rác thải của thị trấn Thiên Tôn, phía tây núi Voi giáp đất Ninh Hòa thường xuyên đốt rác 2 tuần một lần vào buổi tối, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đã giải trình, làm rõ một số ý kiến kiến nghị của cử tri về các vấn đề có liên quan. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ tiếp thu và chuyển đến Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.